kính chào quý vị và các bạn hôm nay là bây giờ ở bên đó đời sống làm ăn như thế nào thì tôi cũng có làm cái cuộn về 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 những cái cái và à, sự phát triển của các cái miền quê những cái kinh tế à, thì bà con hỏi là nghe nói là vấn đề đất đai như thế nào ở bên đó À, đức đai đồ lộn xộn lắm à người ta bị mất đất mất đồ lại thế này thế kia thì tôi cũng thực tình thôi tôi nói là ngày xưa thì nó cũng có những cái cái mà coi như là không có rõ ràng giữa giữa nhà nước và nhân dân nên chứ nó cũng có những cái cái không luật pháp nó chưa có chuyện đốn nên chứ cũng có những cái cái mà mà đại khái như là cái vụ thủ thiêm á à, tôi cũng nhận chứng như vụ thủ thiêm à nhưng bây giờ thì họ cũng đã đã là có như là chuyển đấu lại rồi và bà con cũng được uh, bồi thường lại rồi nên chi cái tiếng tâm bây giờ cũng không còn gì, gì nữa đâu à, 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 tiếng tâm tại vì những cái, cái 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 lợi ích nhóm ngày xưa họ làm như thế nào đó rồi kết cấu với lại uh, một số cán bộ tiêu cực như thế nào đó thì cũng có xảy ra thật có đó, đó là những cái điều mà tiêu cực nhưng mà họ cũng chuyển đấu lại rồi à thì tôi cũng hỏi tôi cũng nói rằng tại tại vì tôi đi về mình quê tôi biết là tôi nói rằng bây giờ bà con ở miền quê nhiều lúc tại sao nhiều lúc thứ nhất là là bà con á tôi thấy miền quê có nhiều nhà có xe hơi à có xe hơi thì tôi nói họ cũng hỏi rằng tôi tại sao là miền quê bây giờ được như vậy Thế tôi cũng nói rằng là bây giờ có cái nhiều chỗ miền quê hồi trước ông cha chú để lại ruộng đất à, để lại ruộng đất thì thì bây giờ cái chỗ đó nó nó, nó phát triển coi như là 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 nửa đô thị nửa miền quê vậy nửa quê nửa tỉnh nhé nó phát triển theo kiểu đó rồi từ từ nó sẽ là tôi nghĩ rằng nó sẽ lên đô thị thì phát triển phát triển nửa quê nửa tỉnh thì bây giờ nửa quê nửa tỉnh thì thì cái cái họ mở đường họ mở đường thì miếng đất nó qua cái, cái 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 những cái nhà nó họ mở đường rộng xã rộng xe cổ họ muốn uh, coi như là 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 là, là trương À, làm nên những cái cái công trình thế này thế kia đó thì họ đụng vào đất người ta thì đất người ta thì tất nhiên là đụng vào đất ruộng đất, đất, đất này đất kia bà con bà con nhiều bà con là Đức ruộng đất, đất, đất đồ trống lắm trống <laughs> là sao cái việc phải không thì thì nhà, không, tôi không biết là cơ quan đầu tư hay là kết hợp với nhà nước như thế nào nó thì bắt đầu họ họp dân lên họ họp dân lên thì ơi thì bồi thường bồi thường đi thì trống thôi thì giá thì có 1 tỷ hai tỷ thì bắt đầu là đi mua xe hơi thôi <laughs> rồi bắt đầu rồi đi khuyết trương kinh thương làm những cái công việc khác thêm nữa có tiền hả à? à cái đó là tôi cũng tôi tôi nói có sắc bác có chứng tôi còn chứng tôi còn là là, là, là chứng nhân nghe bà con kể lại rồi đó đó là những cái mà sự thật thôi <laughs> à, rồi à, thì tôi về bang mới thuộc đắk lắc cũng vậy có nhiều bà con là là họ cũng làm, làm 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 nghề nghề nông á quý vị nghề coi như là nghề coi như là chăm lo về trồng trồng sầu riêng và trồng tiêu hoặc là trồng này trồng kia thôi một người có năm ba bảy mẫu gì đó thì khi trống cái thì Trúng cái là được coi như được cả tỷ bạc và họ được hai tỷ hoặc tỷ gì đó trúng mua cái là coi như là họ, họ làm vụ vậy thôi thì cũng có những lúc lúc được lúc mất chứ không phải là lúc đầu được hết thì trúng cái thôi là coi như là, là là họ có tiền đi mua chiếc xe hơi nhỏ nhỏ chạy tầng tàng thôi đó, đó là những cái điều kiện bà con có tiền rồi bắt đầu các bà con đi mua xe hơi rồi bà con có thể là à tạo ra một cửa hàng rồi bắt đầu là buôn bán rồi ngày à, đến vụ mùa thì làm còn những không đến vụ mùa thì đi buôn bán cái này cái kia thì đó là những cái cái mà tôi ta cảm thấy là cái đời sống à, của cái miền quê tôi còn làm cái cuộc video clip trước rồi các bạn coi ngược lại để xem ha. à thì đó là những cái điều mà mà tôi à tôi biết tôi biết rồi tôi bà con hỏi thì tôi à, kể ra à có một chị thì chị hỏi là à vậy thì mua uh, đức bao nhiêu cũng được ha? Ha, ha anh điền thomas à tôi nói là ờ à, thì bây giờ mua <laughs> có tiền thì chỉ cứ về Chị mua thôi à bây giờ bà con ở trong đó bảy có tiền thì cứ về mua thôi à về về mua coi như là làm sao cho đúng cái quy trình pháp luật ở trong đó thôi à nè, bây giờ nếu mà có tiền ừ. à, nhưng mà về cái thủ tục mà mua bán của người việt kiều thì nó nó à mà chưa có quốc tịch thì nó khác, nó khác một chút xíu. À, thì tôi cũng tôi cũng đi sâu vào chi tiết. Tôi nói là chỉ có tiền là cứ cứ về làm thủ tục rồi mua thôi. À, à như vậy thôi. À, thì nhưng mà à, trong bà con trong nước á, đặc biệt bà con trong nước đó, thì có tiền bao nhiêu thì họ họ muốn đầu tư về vấn đề nông trại hoặc là về vấn đề đất đai hoặc là à, như thế nào đó thì họ cứ mua thôi. À, cái chị chị hỏi là mua bao nhiêu không được tôi nó mua cứ tha tha mua à, thì chị cũng nó đúng ra là chị cũng về từ hồi lâu rồi từ hồi hai chị nói là 20 năm này chị không về à, thì chị có về một lần thì nó là bây giờ không còn hợp tác xã à, Có coi như là quý coi như là 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 là, là 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 là, hợp tác xã giống như ngày xưa à, anh à, tôi nói này bây giờ kinh tế thị trường rồi Yeah, họ là coi như là họ đã cải tổ về kinh tế rồi cũng còn như như chưa nữa bây giờ chỉ về tại sài gòn hồ chí minh á, thì nó cũng giống như bên bên mỹ này thôi <laughs> à, nhưng giống như bên mỹ này thôi Cũng giống như là về kinh tế thị trường thì quý vị các bạn biết rồi cũng giống như những cái, cái, cái kinh tế của tư bản ở bên này thôi à, nghĩa là muốn bán hàng muốn mở cái gì đó thì xin giấy phép mở rồi hàng hóa thì đầy rồi họ, họ qua tôi vấn đề đồ ăn thức uống thì tôi cũng nói đó, ly nước mía bây giờ hoặc là ly sao chê à, tại à, thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn á à, thì <laughs> có 10 ngàn ly nước mía có 10 ngàn à ly sao Bà chê có 20 ngàn à tô hủ tiếu Nam Vang có 40 ngàn à ồ họ nó quá rẻ à, nó quá rẻ mà thật sự quý vị và các bạn tôi thấy đồ ăn ở Việt Nam quá rẻ và cái giá sinh hoạt thì quá rẻ đối với tôi nhà đối với tôi về thì nó đúng ra đối với tôi thì nó chưa chủ quan chút mà nhưng mà tôi thấy bà con ở bà con ở Việt Nam á, họ xài cũng giống như tôi xài với tôi họ cũng mua sắm tùm lâm à à bia bia thì coi như buổi lần mà pha thì mua từng két này cách kia uống thôi uống thạ vàng uống à. nhiều lúc rồi tôi tôi cũng ngại tôi cũng ngại nhưng mà họ nói không lo được anh được anh, anh Thomas đừng có đừng có lo để đó tôi tách hết này kia thì tôi nói tôi nhiều lúc tôi cũng ngại nhưng mà <laughs> nhưng mà tôi thấy bà con à, còn mua sắm rồi à, à, cũng à, mua cái này mua kia nhưng mà thực sự ra vừa rồi tôi về thì tôi thấy cái sự lạm phát ở bên Việt Nam là là thấp so với bên này à lạm phát thấp tại vì đồ ăn và thức uống giá cũng không có lên gì bao nhiêu đâu à, các cái món đồ dùng tôi thấy cũng bình thường đó à, theo tôi tôi nhận định như vậy không biết tôi có chủ quan không nhưng mà Bên này thì bây giờ quý vị và các bạn biết rồi Cái ly nước mía bây giờ là khoảng 7 đô la Mấy hôm 5 đô la bây giờ 7 đô la Còn tô phở là coi như là 18, 17, 18 đô la Một tô phở như vậy Thì nó, đó là thức ăn, thức uống bên này làm phạt dữ lắm Và các cái đồ dùng quá làm phát đi Nên chi hôm nào tôi cũng làm một video clip Nói về nhà, cửa, tình hình sinh hoạt ở bên này Cho quý vị và các bạn chia sẻ nha Đó là những cái cái mà mà cái cái đời sống à, kinh tế thì à, mặc dù là à, Việt Nam vừa rồi thì à, mặc dù là trong cái à, mấy năm Covid đó thì về kinh tế cũng bị à, gặp những cái à, trở ngại khó khăn à, nói à nó riêng là Việt Nam mà nói chung là toàn cầu là cái nạn Covid đó nhưng mà sau này tôi thấy cũng trở lại hồi phục bình thường rồi mặc dù thì bây giờ nó có cái làm phát làm phát kinh tế bất động sản thì bây giờ còn ngoài đứng và kinh kinh tế thì thì về vấn đề làm phát thì tôi cảm thấy là không có làm phát bao nhiêu đối với Việt Nam đối với Việt Nam thức ăn thức uống tất cả các cái kia tôi thấy vẫn vừa vẫn còn rẻ bà con đi chợ mua sắm rồi tôi thấy cũng không còn nhiều lắm ở bên tôi ở bên khách sạn tôi có một cái quán nhậu hải sản mà tôi thấy hằng đêm hằng đêm mà xe thậm chí mà để cái con đường hẹp quý vị và các bạn biết không con đường hẹp ở đường trần văn quá à, nguyễn văn quá đi vô con đường hẹp rộng lắm con đường hẹp rộng rộng coi như là rộng khoảng 8 đến 10 10 thước vậy đó. nhưng mà nhậu mà coi như là xe cổ để vào cái con đường hẹp đó luôn á, để trước không đủ để vào con đường hẹp đó luôn á, à, thì thì tôi cảm thấy là là bà con tiêu xài cũng nhiều lắm à, à vấn đề chung vui với nhau nhậu nhạt là ngày nào đêm nào như đêm đó, <laughs> thì tôi không có phân tích gì nhiều hơn phân tích thì nó cũng là rất là vì có tính cách khoa học về kinh tế thì tôi cảm thấy sự tiêu dùng của bà con đó là tôi nói là nôm na mình nói bình dân đi á à, à, mình à, không có đi sâu vào gdp á à, mình nôm na à, sự tiêu dùng của bà con và sự à, à, sinh hoạt của bà con thì mình biết là bà con Tôi không biết bà con làm ra tiền bao nhiêu Một tháng 10 triệu, 15 triệu bà, Mấy triệu tôi cũng không biết ha à, Giả sử rằng tôi không biết đi Nhưng mà tôi biết à, Tôi cũng có biết à, Thì thì giả sử rằng tôi không biết Nhưng mà quý vị và các bạn cứ đánh giá đi Vào cái sự tiêu dùng và sự sinh hoạt của bà con cô bác Thì họ làm có tiền họ mới tiêu như vậy chứ Còn nếu họ làm có tiền Không có lương tháng Không có thế này thế kia Làm sao mà tiêu như vậy được à, Thì Thì nói đúng ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì Sài Gòn thì công nhân cũng nhiều, công nhân ở các miền tỉnh đấy cũng làm cũng khá nhiều. Nhưng mà nói đúng ra là về cái gia cấp công nhân thì nói đúng ra thì họ cũng phải làm lộn làm lộng và để mà dành dụng, dành dụng. đương nhiên là cũng phải có dư như và tôi mong rằng là các giới trẻ là làm mà nếu mà có dư chút định thì nên tích lũy, đừng có nên nên à, tiêu xài tiêu tiêu xài nhiều quá, lười cơm gặp mắm, á, á, nên tích lũy để rồi mình có một cái Hương đi tới ở trong tương lai cho gia đình. À, đương nhiên là từ cái bước mà ngày xưa tôi về, tôi qua xứ này vậy, tôi cũng đi làm đủ thứ hết, cũng làm công nhân lặn lội như quý vị và các bạn thôi. Á. Thì tôi cũng nhờ sự tích lũy, rồi sau này có sự tích lũy rồi mình mới uh, có cơ hội để mình đầu tư. Á. Vậy thôi, à, nó là tôi nói chung vậy. À, tôi có về về gặp tôi cũng đi gặp với các cái bạn trẻ lái xe grab có các, các những cái người mà những cái người mà lái xe grab những cái người mà lớn tuổi á thì họ có số tiền về hưu rồi tôi cũng tâm tình hỏi đi tại sao em về hưu rồi à, anh có đủ sống không họ nói thì cũng à, đủ anh à nhưng mà nó cũng buồn à, thì có chiếc uh, honda cái cái xe nhỏ xe máy nhỏ thì họ đi xe rác còn nó buồn à, buồn thì phải đi xe rác cho nó vui rồi mình kiếm thêm một ngày được năm ba trăm ngàn nữa còn vui vui anh nè à, uống cà phê cà pháo thì nói đúng ra là tôi thấy là bà con sinh hoạt về về vấn đề đó là tuổi lớn thì họ cũng họ cũng nói với tôi như vậy rồi còn về tuổi tuổi mà giới trẻ với trẻ chạy xe rap cũng khá tiền xe hơi chứ quý vị nhiều cậu là có nên làm hoặc là gia đình gia đình giúp đỡ chạy xe rap hoặc là xe taxi chẳng hạn thì cũng kể chuyện với tôi là cũng làm cũng tháng cũng là coi như được mười bốn năm giờ thì thường thường tôi họ làm được mấy cuốc rồi nó là làm được tám cuốc chín cuốc rồi thì tôi nói là thì họ, họ cũng kể là cũng tháng cũng được là 15 10, 15 18 triệu gì đó à, họ cũng kể thôi thì 15 18 triệu một tháng là ok quá rồi à, thì coi như là bên công ty grab là lấy 33.3 uh, 333% 33 phần trăm uh, uh, là coi như là bên họ lấy uh, 67 phần trăm hoặc 66 phần trăm 66 chấm mấy phần trăm đó thì ok à, tôi thấy là nó thấy là nhiều lúc chạy xe rác mà còn làm làm lương khá hơn là lương của của các bạn mà tốt nghiệp đại học ra trường nữa đó. đó nó thấy rất là ok thì bây giờ mình nói tùy thúc tùy lời tùy tuy tôi cũng khuyên các bạn là còn nên là tùy tùy những cái lúc đất nước kinh tế đang phát triển nên chỉ là công xưởng rồi nó cũng chưa có nhiều tương lai thì Việt Nam cũng cũng là có rất là triển vọng thì cái cái mà cái các cái mà cái cái potential labor là cái cái, cái 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 tiềm năng lao động của việt nam vẫn còn nhiều lắm à, vẫn còn coi như là cái cái tiềm năng lao động của việt nam tôi cảm thấy là à, rất rất nghĩa là à, rất phong phú và rất là còn nhiều còn dư thừa lắm thì rồi đây tôi nghĩ rằng là khi mà ban giao mà ban giao lên à, cái cấp mới ta, à, chiến lược toàn diện với Mỹ rồi thì tôi cảm thấy là à, tương lai là các công ty Mỹ cũng sẽ đổ dồn về để mà khai thác cái tiềm năng lao động đó thì thì nếu mà các công ty ngoại quốc về thì tất nhiên là đời sống Việt Nam là bà con à, những sinh viên những này kia ra trường thì có việc làm thôi còn bây giờ thì nó ra ra là có những cái mà nó nó hơi khó khăn nhưng mà tôi nghĩ là tôi còn nói với là tôi có nói với là có một bạn trẻ thì hỏi là làm làm như thế nào thì anh ta còn nói làm như thế này có một một bạn trẻ thôi nhưng mà anh trẻ đó thì anh cũng anh, anh cũng là bảo thủ chủ quan làm như tôi nói chú đi đây đi đó nhiều rồi à, thì chú khuyên cháu như vậy còn cái chuyện mà tư duy và quan điểm sống của cháu thì tùy ý cháu suy nghĩ cho à, cháu làm một tháng mà được là khoảng là bảy trăm rưỡi đô ở ở so với mì là được bảy bảy trăm rưỡi đô một tháng mà cháu thể xe như vậy là chú thấy là là, là 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 sống là cũng cũng khá rồi á có thể là để dành được đó đừng có ăn tiêu gì nhiều quá nhưng mà anh anh chàng bạn trẻ đó tôi chỉ gặp một cô quá trẻ đi vẫn hướng ngoại hướng ngoại thì tôi nói là bây giờ cháu cứ cháu cứ đứng núi này trông núi nọ thế này thế kia mình nghĩ mình đang đã đang làm gì và đứng ở đâu à, thì với cái số tiền đó chú chú đi nhiều rồi chú đi từ 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 thành thị cho đến thôn thôn quê và chú cũng sống ở nước ngoài nhiều rồi à, nếu mà so là số tiền đó là cháu làm một tháng được bảy trăm rưỡi đô là khá đấy, à, khá đấy mà cháu nói là tiêu thế này thế, thế kia không có đủ con thế này thế kia rồi thì không biết sao và chú cũng dân chứng là ngày xưa cha mẹ cháu cha mẹ chú hôm nay kia 10 đứa con cái thời khó khăn đó, người ta còn vượt qua được mà còn nuôi nội được được gia đình ăn học mấy đứa con được ăn học nữa à, ví dụ như một vài người cha mẹ chú chẳng hạn ba bốn đứa con cũng thời đó còn nuôi được mà bây giờ cháu có hai đứa con cháu thang phiền như vậy cái đó là một cái thằng phiền nhỏ thôi cái này tôi cũng cũng không có đề cập đến tại vì tôi cũng muốn nói nhiều đó à, ok <laughs>